Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Đấu giá đất phải đặt cọc tối thiểu 10%, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Chiều 27 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản với kết quả 463 trên 463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Một trong những nội dung đáng chú ý là các điểm khoản của Điều 39 về đặt tiền trước và xử lý tiền đặt trước. Theo đó, luật quy định người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng. Tiền đặt trước do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thì tiền đặt trước tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá khởi điểm. Liên quan đến nội dung này, báo cáo một số vấn đề lớn tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự thảo luật trước khi thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để phù hợp với quy định của Nghị định số 10/2023, quy định cứng mức tiền đặt cọc. Ông Thanh cho biết, việc quy định cứng mức tiền đặt cọc trước 20% như quy định tại Nghị định số 10/2023 hiện nay đang bộc lộ hạn chế, vướng mắc. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 7, điều 125 của Luật Đất đai năm 2024, trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Vì vậy, quy định về tiền đặt trước thuộc trình tự thủ tục đấu giá nên phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Có ý kiến cho rằng quy định trong dự thảo luật về trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi nếu có khi người tham gia đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc không trúng đấu giá là rất phức tạp, nhất là đối với tài sản có giá trị nhỏ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này để bảo đảm quyền lợi của người tham gia đấu giá phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về nghĩa vụ trả tiền, bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Một nội dung đáng chú ý nữa là quy định về xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan. Theo đó, luật lần này quy định người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm các quy định của luật này. Tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản, vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng thầu đấu giá dẫn đến quyết định công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm tham gia đấu giá đối với loại tài sản đó trong thời hạn từ 6 tháng đến 5 năm. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu chế tài xử lý vi phạm đối với người trúng đấu giá mà không nộp tiền trúng đấu giá đối với các loại tài sản khác ngoài quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo luật chỉ quy định chế tài xử lý đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá, vì đây là hai loại tài sản đặc thù có giá trị lớn, ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, chứng khoán, giá cả vật liệu xây dựng. Do đó, việc bổ sung quy định cấm người trúng đấu giá đối với những tài sản này tham gia đấu giá trong thời hạn nhất định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực gây lũng đoạn thị trường, ngăn chặn tình trạng bỏ cọc hoặc thổi phồng giá trị tài sản để trục lợi trong đấu giá tài sản. Xin
xét xử vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh. Các bị cáo hầu tòa gồm Nguyễn Thị Loan, 54 tuổi, Nguyễn Quang Hưng, 41 tuổi, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì, cùng 9 người khác, thông tin từ báo điện tử VOV. Bị cáo Nguyễn Thị Loan có 5 luật sư bào chữa, nhưng trong phiên xét xử hôm nay vắng mặt đến 4 luật sư. Bị cáo Loan đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa do nhiều luật sư vắng mặt. Nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia tố tụng khác xin xét xử vắng mặt. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị cáo. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên xét xử. Theo cáo trạng, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá khu đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh có quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân huyện cũng giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá khu đất. Thời điểm đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh đã lựa chọn công ty hợp danh đấu giá số 5 quốc gia là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án trên, bà Nguyễn Thị Loan đã sử dụng 3 công ty đều do mình điều hành, hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị cáo khác, bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm. Công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn của bà Loan. Kết quả, công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm là nhà đầu tư trúng đấu giá hơn 326 tỷ đồng, tương ứng hơn 20 triệu đồng trên mét vuông. Sau khi có quyết định phê duyệt trúng đấu giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thông báo nộp tiền sử dụng đất, bà Nguyễn Thị Loan đã chỉ đạo cháu gái là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm ký hợp đồng tín dụng vay 350 tỷ đồng tại ngân hàng VP Bank thế chấp dự án trên và dùng số tiền này để nộp tiền sử dụng đất. Đến ngày 30 tháng 12, 2020, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm đã nộp đủ hơn 392 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Sau khi nhận bàn giao đất, từ ngày 27 tháng 1, 2021 đến 6 tháng 8, 2021, bà Loan đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Bất động sản Belvin Hà Nội bán 21 trên 96 căn biệt thự và liền kề với tổng giá trị hợp đồng là hơn 311 tỷ đồng. Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự chỉ ra rằng hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 10, 2021, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Loan có đơn đề nghị trả lại dự án trên cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 18 tháng 11, 2022, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã ký biên bản bàn giao lại toàn bộ hiện trạng diện tích đất. Mốc giới khu đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh bàn giao ngày 29 tháng 1, 2021. Đến nay, bà Loan đã thanh toán cho các khoản tiền liên quan đến dự án trên với tổng số tiền hơn 580 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán, thanh lý hợp đồng, trả lại tiền cho khách hàng đã ký hợp đồng mua bán, hợp đồng đặt cọc và tiền phạt cho khách hàng với tổng số tiền hơn 91 tỷ đồng. Thanh toán tiền cho các nhà thầu thi công hạ tầng, ép cọc, tư vấn tại dự án hơn 79 tỷ đồng, trả nợ tiền gốc và lãi cho VP Bank hơn 410 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Loan đã khắc phục toàn bộ hậu quả do hành vi sai phạm gây ra. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, chồng bị cáo là sĩ quan quân đội đã hy sinh khi đang công tác. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.